Thưa quý vị, kiểm tra giám sát mua bán điện luôn song hành với sản xuất kinh doanh điện năng, hoạt động góp phần tích cực cho việc công khai minh bạch thông tin trong quá trình mua bán điện. Qua ghi nhận của hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện, Quảng Ngãi có nhiều vụ vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện năng. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp để xử lý, ngăn ngừa các vụ vi phạm, truy thu sản lượng điện thất thoát. Việc tăng cường kiểm tra giám sát mua bán điện sẽ đưa ra được lời cảnh báo, giúp cả ngành điện và người dân tránh những sai phạm trong hoạt động điện lực. Tháng 5 năm 2019, một khách hàng ở huyện Bình Sơn bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực 17 triệu 500 nghìn đồng vì có hành vi hòa hai công tơ một pha để trộm cắp điện dùng cho sinh hoạt. Sản lượng điện không qua đo đếm là 5.974 kWh, bị truy thu với mức giá cao nhất của giá bán lẻ bậc thang dành cho toàn bộ sản lượng, số tiền truy thu hơn 19 triệu đồng. Đây chỉ là một trường hợp khách hàng bị bộ phận kiểm tra giám sát mua bán điện của công ty phát hiện và cùng cơ quan chức năng xử lý. Nạn trộm điện và sử dụng điện sai mục đích đăng ký ban đầu ở Quảng Ngãi ngày càng phức tạp. Nhiều trường hợp đã lập hồ sơ để các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, mang tính răn đe. Khi mà trong cái quy định thì có rất nhiều hành vi vi phạm trong sử dụng điện, ví dụ như là vi phạm về giá, vi phạm về trộm cắp điện, tức là trộm cắp điện thì hành vi sử dụng điện mà không qua hệ thống đo đếm, có thể là can thiệp vào công tơ, có thể là đấu trước công tơ, hoặc là can thiệp vào toàn bộ hệ thống đo đếm để mà sử dụng điện ngoài cái công tơ không thể đo đếm được. Về cái hành vi vi phạm sử dụng điện thì dẫn đến thì cái tổn thất điện năng của hệ thống tan, của công ty tan. Việc kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng ăn cắp điện, sử dụng điện sai mục đích đăng ký ban đầu. Trong 5 tháng đầu năm 2019, tình trạng vi phạm sử dụng điện ở Quảng Ngãi tăng so với cùng kỳ. Số vụ vi phạm tăng 45%, số vụ trộm cắp điện tăng 2,63 lần. Tan á, thứ nhất là do cái số lượng khách hàng của công ty tan, do cái công tác tiếp nhận lưới điện hóa thông thông. Và khách hàng ở khu vực này thì chúng ta chưa tuyên truyền nhiều về cái hành vi vi phạm sử dụng điện. Và thứ hai á, chúng tôi có những cái công cụ, phần mềm, thiết bị để hỗ trợ trong cái công tác kiểm tra sử dụng điện. Thành phố Quảng Ngãi là một trong những địa bàn khá phức tạp trong kiểm tra giám sát mua bán điện. Số lượng 5 tháng đầu năm 2019, Điện lực thành phố đã đi kiểm tra hơn 5.000 lần, phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm sử dụng điện. Trong đó có 9 trường hợp trộm cắp điện, truy thu gần 100 triệu đồng. Sau tháng 4 năm 2019, Điện lực thành phố tiếp nhận thêm công tơ của 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Hà và Nghĩa Phú từ công ty cổ phần điện Tư Nghĩa bàn giao. Các công tơ này thuộc dòng cơ, không phải công tơ điện tử nên chưa thể kiểm tra giám sát từ xa qua hệ thống RF Spider. Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện phải đẩy mạnh công tác đánh giá, phân tích biến động sản lượng điện bất thường của khách hàng. Ở các trạm công cộng có tổn thất cao, tổ chức điều tra kết hợp với việc sử dụng thiết bị đo so lệch dòng điện. Việc kiểm tra sẽ khoanh vùng đối tượng khách hàng nghi ngờ vi phạm sử dụng điện để kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Các địa phương lưới mới tiếp nhận mang đến những nỗi lo về trộm cắp điện, sử dụng điện không an toàn cho các hộ dân. Kiểm tra, giám sát mua bán điện, cảnh báo vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những điểm chưa được. Cả người mua và người bán tránh xảy ra sai phạm trong hoạt động điện lực. Đối với những cái xã mới tiếp nhận, như đặc biệt là xã Nghi Hà, là vẫn còn những cái đường dây trần. Những đường dây này đi trong vườn của dân thì nó thứ nhất là nó gây nguy hiểm. Cái vấn đề thứ hai nữa là nó cũng tạo điều kiện cho một số các cái hộ mà câu móc trộm cắp điện. Một cái vấn đề thứ ba nữa đó là thời tiết nắng nóng, cái tình hình sử dụng điện của khách hàng là tăng cao, giá tiền điện sẽ tăng cao, thì một số hộ dân là lợi dụng vào cái việc lấy điện sản xuất để câu móc, để kéo qua sử dụng sinh hoạt, là mục đích là để giảm bớt cái số tiền của hàng tháng. Nhưng việc này làm nó là vi phạm vì không đúng giá sản xuất thì chúng ta đã có cái giá sản xuất. Còn hoạt động ánh sáng sinh hoạt thì chúng ta có một cái giá bậc thang. Ngành điện đang tích cực cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn vừa tiếp nhận để nâng cao quản lý, vận hành và mua bán điện ở những khu vực này. Công ty Điện lực Quảng Ngãi chỉ đạo các điện lực tập trung kiểm tra trộm cắp điện theo mùa, theo tuyến và khu vực. Tập trung lớn nhất là kiểm tra các trạm biến áp có tổn thất bất thường.
kiểm tra giám sát cả khách hàng và kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ điện. Các điện lực, bộ phận kiểm tra, giám sát mua bán điện sẽ kiểm tra các cán bộ, công nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng về hạ công tơ, hợp đồng mua bán điện, áp giá điện đúng quy định, đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người dân. Sau kiểm tra nội bộ là đến việc thường xuyên giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng điện. Các điện lực tăng cường sử dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát mua bán điện để hỗ trợ kỹ năng phát hiện các hành vi trộm cắp điện. Hệ thống công tơ điện tử cũng công khai, minh bạch trong mua bán điện, giảm nguy cơ thất thoát điện năng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Muốn không muốn gì thì cái công tác tuyên truyền, các chính sách của người, tới tại người dân là rất quan trọng. Thì chúng tôi đã có những cái chiếc xe gọi là xe tuyên truyền lưu động. Thì sắp tới chúng tôi sẽ có đăng ký làm việc với các ủy ban xã mới tiếp nhận như xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An và làm việc với ủy ban xã để nhờ các xã này thông báo về cái việc sử dụng điện đúng mục đích, sử dụng điện an toàn và tránh các tình trạng là ăn trộm cắp điện. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi có những cái xe lưu động và tiếp tục sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu được các cái quy định chính sách trong cái hoạt động điện lực để người dân nắm bắt. Định hướng trong thời gian tới thì tiếp tục là chúng tôi tuyên truyền về các cái hành vi vi phạm sử dụng điện đến khách hàng, nhất là cái khách hàng ở cái khu vực tiếp nhận lưới điện hở đồng thông. Thứ hai là kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm sử dụng điện. Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện là công khai, minh bạch và tạo công bằng trong mua bán sử dụng điện. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện không chỉ đảm bảo lượng điện không bị thất thoát mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân là do một bộ phận khách hàng nhận thức pháp luật về sử dụng điện còn hạn chế, dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng điện, trộm cắp điện. Ngoài ra, khách hàng còn vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng điện, vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn của đường dây và trạm điện. Những quy định cấm và xử phạt được quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2013 NĐ-CP của Chính phủ. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện, vô ý gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện, tự ý cấp điện cho tổ chức cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện, vi phạm pháp luật về xây dựng bảo vệ môi trường, tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 2 đến 50 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức với số lượng đến dưới 20.000 kWh điện. Riêng trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên thì cơ quan chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của các sự vụ. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện và khắc phục xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 8 tháng 6 năm 2019, từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30, Công ty Cổ phần Visaco chi nhánh vật liệu nổ Quảng Ngãi, một phần xã Bình Hiệp, toàn bộ các xã Bình Long, Bình Thanh Tây, Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn. Từ 6 giờ đến 8 giờ 30, phía đông đường Phạm Văn Đồng từ khách sạn Cẩm Thành đến Trần Kiên, đường Nguyễn Nghiêm từ Lê Đình Cẩn đến Nguyễn Du, đường Nguyễn Du từ Nguyễn Nghiêm đến Chu Huy Mân, thành phố Quảng Ngãi. Từ 8 giờ đến 9 giờ, nhà máy ngói màu Acuravina, trạm trộn bê tông Thiên Tân, công ty TBT, công ty Việt Đức, một phần thôn 6 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Từ 9 giờ đến 10 giờ, đường Nguyễn Du từ Lê Thánh Tôn đến Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi, đường Lê Thánh Tôn từ Phạm Văn Đồng đến Đinh Tiên Hoàng, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 9 tháng 6 năm 2019, từ 7 giờ đến 12 giờ, nhà máy bioethanol, trạm trộn bê tông Thiên Tân, chi cục Hải quan và thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30, bệnh viện huyện Sơn Tịnh, cụm làng nghề tỉnh Ấn Tây, một phần phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi và xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.
Riêng các trạm biến áp thị trấn Sơn Tịnh 14, Sơn Tịnh 16, khu dân cư Sơn Tịnh, tỉnh Ấn Tây 5 mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút vào lúc 7:30 và 14:30. Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Trung, điện thoại 1900 1909, phòng điều độ Công ty Điện lực Quảng Hải, điện thoại 0255 3710 635. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.